Cái phần trước của clip thì các bạn vừa xem được là bên mình mẫu bên mình mặc lên đồ cái quần này mix với cả là áo sơ mi đấy, giày tây clutch thì nhìn nó cũng rất là lịch sự. Thực ra cái mẫu này thì là cái mẫu trẻ tại vì ở đây mình thấy là bên mình thiết kế watt những cái đường này thì nó bị rách đấy, nhưng nó có một điểm khác là bên mình cũng có may ở phía trong, tức là cái này là cái điểm nhấn. Còn ở trong các bạn cũng không bị lòi cái đầu gối ra đâu, đùi ra đấy. Ở trong cũng có may lại này. Đây. Cái mẫu này thì là mẫu trẻ bên mình mix, nhưng mà bên mix cũng khá là lịch sự. Chứ còn nếu bình thường thì những cái mẫu như này các bạn mặc với cả áo phông thì cũng rất là ok. Mình giới thiệu qua một chút là về cái form. Ở trên mẫu thì các bạn cũng thấy rồi là mặc lên đấy rồi. Cái form này là form slim, ống khoảng 16 đến 16 năm đấy, form slim, slim fit, mặc nó cũng không bị ôm lắm. Nhiều bạn mình thấy là thích những cái form nó trẻ như thế, trẻ thì thường thường là sẽ thích form ôm hơn một chút. Đây, đây là mặt sau này. Ngoài cái form này thì bên mình còn có cái form strain nha, form đứng nha. Đứng thì nó sẽ đứng hơn, nó sẽ già hơn một tí. Đấy, form ôm thì nó thường thường nó sẽ trẻ hơn một chút. Đấy, vải thì là vải co giãn nhẹ này. Mẫu này là cũng trong một trong những mẫu mà mình gọi là ưng ý nhất đấy. Mẫu này, mẫu một trong những mẫu trẻ về đợt này ưng ý nhất. Đấy, hàng thì full box như này nha, có hộp túi giấy đầy đủ. Hộp túi giấy đầy đủ. Đấy. Mẫu này là một trong những mẫu mới nhất. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của shop.